Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Để các bạn mới nào chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn và vân vân. Hiện tại mình đang ở công ty thì bây giờ cũng là hơn 5 giờ là ngoài giờ rồi, nên mình có thời gian để mình thu lại cái đoạn đầu trong cái clip này cho các bạn. Thì mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong thì mình thường ra ngồi phía trước để ngắm cá và chụp hình cá. Hôm qua cũng vậy, nhưng mà tình cờ hôm qua mình nhìn kỹ các con củ sườn của mình hơn thì mình thấy ở trên con bô ly xanh nó có những cái con bám trên đầu, trên thân và trên hai bên hông, giống như những cái cọng chỉ vậy. Và nó bám một chỗ thì rất là nhiều, chỗ thì ít. Thì mình có chụp hình lên để mình hỏi các anh em ở trên hội thì họ có nói thì đây là trùng mỏ neo. Thì khi mà bị như vậy thì mình cũng nghi là cái này là ký sinh hay là trùng gì đó, tại vì trước giờ mình chưa có gặp cái trùng mỏ neo trong cái hồ cá của mình. Thì bây giờ mình gặp thì mình cũng có tìm hiểu qua các anh em trên mạng internet cách để trị cái trùng mỏ neo này. Thì bây giờ mình cũng chia sẻ với các bạn lại. Trong quá trình mình trị bệnh thì mình cũng chia sẻ với các bạn cách để trị như thế nào luôn nha. Thì tối qua khi mà phát hiện cái con bô ly nó bị dính trùng mỏ neo thì mình đã kịp thời vớt ra riêng để cho nó không có lây nhiễm cho các con cá khác ở trong hồ. Khi các bạn phát hiện cá của mình bị sán, bị trùng hay là bị những cái con ký sinh, các bạn nên vớt ra liền để cho nó không có lây nhiễm những con cá khác ở trong hồ nha. Như đầu clip thì các bạn cũng đã thấy cái con bô ly của mình nó bị trùng bám như thế nào ha. Đó là mình phát hiện ra sớm thì cái con trùng này nó còn nhỏ, nó rất là nhỏ, còn nhiêu đây thôi, mình chưa không có dễ dàng thấy đâu. Lúc đầu mình nhìn mình có tưởng là thức ăn bám vô cái da của nó, nhưng mà nhìn kỹ lại thì đó đúng là con trùng mỏ neo nha các bạn. Thì việc trùng mỏ neo có rất là nhiều cách, đó là dùng một, thứ nhất là mình dùng cái lá của cây xoan đào đó các bạn. Thì cái lá này các bạn hái lá xanh về, xong rồi sau đó các bạn có thể bỏ vô trong một cái lưới, hoặc là các bạn có thể cột lại thành một bó rồi ngâm trực tiếp vào trong hồ để cái chất ở trong cái lá xoan này ra nó có thể diệt được các loại trùng hoặc là ký sinh. Cái thứ hai là các bạn có thể dùng thuốc. Thì có rất là nhiều thuốc là diệt trùng mỏ neo như là Doba rồi Abi. Thì ở đây mình sẽ dùng loại Abi. Thì như cái tiêu đề thì trong clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để diệt triệt để trùng mỏ neo, rận sáng và các loại ký sinh trùng trên cá. Hiện tại thì mình đã về tới nhà rồi các bạn. Mình cũng xin chia sẻ thêm là có hai cách diệt cái loại trùng mỏ neo này. Thứ nhất là mình dùng cái lá xoan. Đây, cái lá xoan này. Cái lá xoan này mọc ở cây xoan đó các bạn. Thường được gọi là cây xoan đào đó. Trong chuyện cổ tích Tấm Cám có, mà khi giết cô Tấm rồi cô Tấm chết rồi mọc lên cái cây xoan đó. Đó là cái cây xoan này nè. Thì cái lá xoan này á, lúc xưa người ta ở vùng quê á, thì hay lấy cái lá xoan này lót ở dưới cái tấm nệm hay là cái chiếu mà mình ngủ để mình tránh cái rận rẹp. Thì cái chất trong cái lá xoan này thì nó rất là ức chế những cái con rận rẹp hay là những cái con trùng mỏ neo này. Thì quay trở lại đối với cái cách trị cái trùng mỏ neo bằng cái lá xoan này á, thì mình sẽ hái cái lá xoan còn xanh, mình đem về mình bỏ vô một cái lưới hoặc là mình cột lại thành bó, mình ngâm ở trong hồ. Thì cái tinh chất trong cái lá xoan này khi mà nó được ngâm dưới nước tiết ra, nó sẽ gây ức chế và tiêu diệt hết các con trùng mỏ neo này. Cái cách này thì nó sẽ hơi tốn thời gian chút xíu. Đó là thứ nhất, mình phải tìm cái lá xoan này ở Sài Gòn thì nó không phải là dễ tìm và cũng mất thời gian để mình đi tìm nó. Thứ hai là khi mà ngâm vào trong nước thì cũng phải đợi 1-2 ngày thì nó mới ra cái được cái chất này. Cái cách thứ hai á là mình dùng thuốc luôn các bạn. Thì ở trên thị trường nó cũng có một số loại thuốc để tiêu diệt các loại ký sinh trùng, rận rẹp, trùng mỏ neo này kia các thứ. Thì có loại Dobaskill và cái loại Abi này. Thì mình thấy cái loại Abi này nó rất là dễ mua. Thì mình mua cái hộp này ở ngoài Cao Quý là 250 một hộp, trong đây có 10 gói. Thì họ có bán lẻ là 25.000 một gói. Thì mình mua về mình dùng, tại vì Cao Quý nó cũng gần nhà mình nên rất là tiện. Thì bây giờ mình mở ra xem bên trong này cái gói nó như thế nào hả các bạn ha. Thì
Đây là một cái gói, ở đây là hai cái gói thuốc Abi. Thì ở đây là hạn sử dụng của nó tới tháng 6 2022, thì rất là lâu thôi các bạn. Thì một gói này á mình dùng cho 38 lít nước dùng một gói. Thì các bạn cứ thế các bạn tính lên, khi mà mình dưỡng cá thì mình dùng bao nhiêu lít nước, thì các bạn cứ chia ra, nhân chéo chia ngang các bạn chia ra. Cái thuốc Abi này á là ở đây là tiêu diệt tận gốc các loại ký sinh trùng, trùng mỏ neo, rận, sáng mang và da, ký sinh trùng sình bụng, cá bị lỗ đầu. Đó, rất là nhiều cái công dụng thôi các bạn. A few moments later. Thì đầu tiên mình muốn nói là khi mà cá các bạn lỡ mà bị dính cái trùng mỏ neo, hay là bị sáng, bị rận, hay là bị các loại ký sinh trùng á, thì các bạn đừng lo, bởi vì những cái loại này á chị nó cũng không có khó lắm. Các bạn chỉ cần cho thuốc dưỡng cá là khoảng vài ngày là các loại ký sinh trùng mình sẽ chết và cá mình trở lại bình thường, chứ không phải giống như là bị các loại bệnh khác của cái cá, thì cá nó sẽ mất thời gian để nó dưỡng bệnh hơn. Thì trong đây là mình có tầm khoảng 20 lít nước. Thì ở đây người ta nói là một gói dùng cho 38 lít, thì 20 lít thì mình dùng khoảng nửa gói. Nửa gói là được ha các bạn ha. Mình cắt ra mình sẽ dùng nửa gói này. Đây bây giờ mình sẽ cho khoảng nửa gói vô nha các bạn. Rồi, mình đã cho khoảng nửa gói vô rồi. Các bạn khi mà dưỡng thuốc mà trị bệnh cho cá thì các bạn có thể bỏ ít được, chứ đừng có bỏ quá liều lượng nha. Mình bỏ ít thì không sao, quá liều lượng là cá sẽ bị sốc và chết đó các bạn. Phần còn lại mình sẽ bỏ vô trong hồ cá để mình phòng bệnh, vì không biết là cái loại trùng này nó có phát tán trong cái hồ mình chưa, thì mình sẽ bỏ vô đây để mình phòng bệnh. Đây, và bây giờ mình sẽ cắm sủi nữa là đủ. Rồi, mình cắm sủi nữa là xong. Bây giờ mình sẽ để qua một ngày, ngày mai mình sẽ cho các bạn xem kết quả, xem có bớt không nha các bạn ha. Day 2. Sau lần đánh thuốc thứ nhất thì bây giờ mình kiểm tra lại coi nó còn bị không nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đánh thuốc lần thứ hai để cho chắc. Bây giờ các bạn cùng xem nha. Đây. Khả năng là bớt nhiều rồi đó các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai, sau khi thay nước thì mình tiếp tục mình chăm thuốc để mình trị trùng mỏ neo cho tụi nó nha các bạn. Thì hết ngày hôm nay mình sẽ vớt ra để mình kiểm tra là cá đã hết bị trùng mỏ neo chưa nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chăm nửa gói này nữa. Ok, nửa gói nữa các bạn. Rồi bây giờ phần còn lại mình sẽ chăm một hồ lớn. Day 3. Hôm nay cũng được 2 ngày rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt nó lên để mình kiểm tra coi là còn dính cái trùng mỏ neo không nha các bạn ha. Hôm bữa là nó bị ở cái chỗ này nè các bạn. Nó bị chỗ này, bị lên cái phần đầu luôn. Đây cái phần đầu. Bây giờ mình thấy là nó đỡ rồi các bạn ha, hầu như là nó không còn luôn, hết rồi, mình thấy là không còn luôn, cả về phần đầu là cái phần thân của nó. Đây bây giờ mình bỏ vào hồ để mình kiểm tra coi là kỹ hơn lần nữa xem cái nó còn bị không nha các bạn. Đó, các bạn thấy là trên lưng và trên đầu là hết rồi, đầu nó bị rất là nhiều các bạn, bây giờ hết rồi. Rồi cái đầu lá ngon luôn. Rồi bây giờ mình thả nó luôn, tại vì nó hết rồi, bây giờ mình thả nó. Như vậy là mình đã trị xong cái trùng mỏ neo cho con củ sừng poli xanh của mình rồi các bạn.
Đây các bạn thấy đầu của nó hoàn toàn không còn cái con nào nữa ha. Và mình của nó cũng vậy. Đó, hoàn toàn sạch sẽ luôn. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng là cá của các bạn nếu như lỡ xui mà bị dính các loại trùng mỏ neo, ký sinh trùng rận sáng này kia, thì dùng cái cách này của mình sẽ diệt được tận gốc. Mình cũng xin tri ân anh Tuấn, anh nick Facebook là Map Bù Đặng, và bạn Hùng, nick Facebook là Ten Hung Giang, đã hỗ trợ và chia sẻ những cái thông tin cần thiết để mình trị trùng mỏ neo, và mình đã đưa vào những thông tin đó vào trong cái clip này. Mình là Hugo Dương. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.